Thưa quý vị, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trung ương cũng đề nghị hoàn thiện phương hướng nhân sự và quy trình công tác nhân sự để Trung ương quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới, đặc biệt là cán bộ chủ chốt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cho biết như vậy khi phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 ngày hôm nay. Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đặc biệt coi trọng. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Tình trạng tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và có thuyên giảm. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cuộc đấu tranh này còn phức tạp, đây mới là bước đầu, còn phải làm tiếp. Về công tác nhân sự cho Đại hội 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 tái cử và những nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo với Ban chấp hành Trung ương xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới. Ta còn làm tiếp khâu này nữa, nhất là đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là các cán bộ chủ chốt. Tại hội nghị, Trung ương đã thống nhất cao với các tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến chương trình, nội dung đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại đại hội và khẳng định tinh thần chung là phải phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu dự đại hội. Đồng thời phải thực hiện nghiêm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm của cá nhân mỗi đại biểu, đặc biệt là vai trò nêu gương của các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và các đồng chí trưởng đoàn. Ban chấp hành Trung ương nhất trí cao quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 do đã mắc phải những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng, cũng không có cách nào khác được. Mặc dù sát đại hội đến nơi rồi, chúng ta vẫn phải thi hành kỷ luật. Đó là điều không ai muốn, nhưng mà vẫn phải làm. Và mới hôm qua lại công bố đồng chí rất thành công. Ban chấp hành Trung ương đã giao cho Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội 13 xem xét, quyết định. Từ nay đến Đại hội 13 không còn nhiều, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Công nhân vẫn phụ thuộc nhiều vào làm thêm giờ để cải thiện thu nhập. Đây là khẳng định được đưa ra tại tọa đàm bàn tròn chính sách cấp vùng 2, điều kiện lao động của công nhân trong các khu công nghiệp ở Việt Nam do Viện Nghiên cứu Châu Âu phối hợp với các đối tác tổ chức diễn ra chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, theo các kết quả nghiên cứu, công nhân trong ngành may và điện tử hiện gặp nhiều khó khăn trong việc làm và đời sống khi dịch COVID-19 diễn ra, bởi nhiều đơn hàng xuất khẩu đã bị ngừng, sản phẩm không có đầu ra. Công nhân bị cắt khoản làm việc tăng ca, thậm chí mất việc làm. Bên cạnh đó, đa phần công nhân là người di cư, họ chịu áp lực tiền thuê nhà, chăm sóc con nhỏ. Công nhân phải đối mặt với thách thức kép khi vừa phải giữ việc làm trong thời điểm bất ổn, vừa tiếp tục yêu cầu bảo vệ các quyền của mình. Chính vì thế, các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ công nhân trong các khu công nghiệp có vai trò rất quan trọng. Để tháo gỡ khó khăn do dịch COVID-19, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 180 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trong 3 tháng của cuối năm 2020. Theo đó, thì với giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4. Khách hàng là các cơ sở lưu trú dịch vụ
và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông thì giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất. Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh, tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, Hội nghị Trung ương 14 đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể, thống nhất rất cao hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Việc chuẩn bị văn kiện đã được tiến hành rất công phu, bài bản, tiến bộ về chất, quán triệt nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe ý kiến rộng rãi. Ban chấp hành Trung ương tin rằng, với phương châm dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội 13 của Đảng sẽ tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất cao trong hoàn chỉnh, biểu quyết thông qua văn kiện đại hội. Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác chuyển giao ứng dụng và phát triển công nghệ, tăng cường hiệu quả và định hướng nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài của Việt Nam, chiều nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức diễn đàn Kết nối đổi mới sáng tạo năm 2020. Chương trình tập trung thảo luận các vấn đề đặt ra đối với hoạt động chuyển giao làm chủng công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, thực trạng triển khai chính sách định hướng và hỗ trợ nhập khẩu chuyển giao công nghệ tại Việt Nam trong thời gian qua. Tại diễn đàn, đại diện nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp đã chia sẻ các nội dung liên quan tới các vấn đề đặt ra đối với hoạt động chuyển giao, làm chủ phát triển vào Việt Nam. Qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Nếu như năm 1989, GDP Việt Nam chỉ mới 6,3 tỷ đô la Mỹ, nhưng đến năm 2020 thì quy mô kinh tế Việt Nam đạt 268,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ tư trong khu vực ASEAN. Cùng với đó, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Năm 1985, bình quân thu nhập đầu người là 159 đô la Mỹ, thì năm 2020 mức đạt là 2.750 đô la Mỹ. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, bị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luận tội và đề nghị mức án 10 đến 11 năm tù về hành vi vi phạm quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng tự bào chữa trong hơn 25 phút. Trong phiên xét xử ngày hôm nay, ông Thăng đề nghị hội đồng xét xử bác bỏ toàn bộ nội dung bản cáo trạng. Ông Thăng nhấn mạnh về việc Bộ trưởng chỉ chịu trách nhiệm của người đứng đầu về mặt hành chính, chính trị, không phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này bởi đã phân công công việc cho các thứ trưởng. Có nhiều văn bản gửi đến cho Bộ trưởng là gửi theo thói quen, chứ không phải văn bản nào gửi đến là Bộ trưởng cũng phải xem. Về trách nhiệm trong vụ án này, ông Thăng cho biết Bộ Giao thông Vận tải không có quyền can thiệp vào hợp đồng thương mại của các doanh nghiệp. Bào chữa cho ông Đinh La Thăng, luật sư Trương Trọng Nghĩa cho rằng, cáo trạng quy kết thân chủ, biết rõ toàn bộ quy trình hoạt động mua bán quyền thu phí cao tốc trung lưu là không có cơ sở. Luật sư đưa ra các văn bản thể hiện chức năng nhiệm vụ của Bộ trưởng để làm rõ việc ông Thăng chỉ chịu trách nhiệm về mặt hành chính chính trị, chứ không có cơ sở buộc tội về mặt hình sự. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tổng vốn FDI đăng ký vào thị trường bất động sản trong quý 3 tăng mạnh 400% so với quý 2. Những tháng cuối năm và cả sang năm sau, dòng tiền vẫn đang đổ mạnh vào thị trường bất động sản. Đây cũng là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo Bắt mạch dòng tiền vào bất động sản 2021 vừa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo các chuyên gia, sau năm 2020, bất chấp dịch Covid-19, thị trường khó khăn về nguồn cung, song giá bán tất cả các phân khúc không có dấu hiệu giảm. Thậm chí là có những phân khúc tăng rất mạnh như phân khúc hạng sang, cao cấp, tăng khoảng 20%. Với các nhà đầu tư trong nước, dòng tiền chủ yếu đổ vào phân khúc nhà ở. Đối với các nhà đầu tư ngoại thì văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ dịch vụ lại là một kênh đầu tư đang hấp dẫn. Gần 600 ý tưởng với 80 không gian trưng bày sẽ xuất hiện tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2020 sẽ diễn ra vào 2 ngày 21 và 22 tháng 12 tới đây tại Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội. Thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tại buổi gặp gỡ báo chí diễn ra vào chiều nay. Điểm nhấn của ngày hội năm 2020 là chung kết cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp với 400 trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn quốc tham gia. Tại ngày hội cũng sẽ có các không gian trưng bày ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên thuộc 8 lĩnh vực như khoa học công nghệ, nông lâm ngư nghiệp, giáo dục y tế hay tài chính ngân hàng. Theo thống kê trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam,
tính đến hết ngày 16 tháng 12 năm nay, đã có trên 159 triệu lượt khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trên toàn quốc, với số tiền đề nghị Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán là trên 97.158 tỷ đồng. Với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để việc thực thi pháp luật bảo hiểm y tế đạt hiệu quả nhất, bảo đảm chính xác, kịp thời, quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua được giai đoạn khó khăn khi có Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả các chi phí khám và điều trị bệnh. Thậm chí, có 80 người bệnh được chi trả chi phí khám chữa bệnh lên tới hàng tỷ đồng một đợt điều trị. Chiều nay, tại Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học chuyên ngành Tim mạch 2020 và kế hoạch thực hiện đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025. Tại hội nghị, những vấn đề nổi cộm trong chuyên ngành tim mạch hiện nay được bàn thảo, bao gồm vấn đề về quan điểm mới trong các kỹ thuật phẫu thuật tim mạch, các kỹ thuật tim mạch can thiệp trong điều trị các bệnh tim mạch chuyển hóa. Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016-2020, Bệnh viện Tim Hà Nội đã triển khai đề án bệnh viện vệ tinh tại 16 bệnh viện vệ tinh tại khu vực miền Bắc, miền Trung, nâng cao năng lực quản lý và điều trị bệnh tim mạch qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, giảm thiểu tỷ lệ chuyển tuyến các bệnh lý tim mạch. Liên quan đến vụ chìm tàu xuyên hong quốc tịch Panama tại khu vực biển Phú Quý ở tỉnh Bình Thuận. Theo thông tin cập nhật, thì tính đến trưa nay ngày 18 tháng 12, tàu cảnh sát biển 6007 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cứu được 11 thuyền viên, trong đó thì có 8 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam. Sau khi được chăm sóc, các thuyền viên hiện tại có sức khỏe ổn định. Trong khi đó, tàu của Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 ở Vũng Tàu cũng đã tìm thấy 2 thi thể người Trung Quốc ôm phao chết trên biển. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần phải có sự xác nhận của thuyền trưởng tàu Xin Hồng quốc tịch Panama về danh tính của các nạn nhân để khẳng định đó là những thuyền viên gặp nạn. Được biết, tàu Xin Hồng quốc tịch Panama đang chở 7.800 tấn đất sét xuất phát từ cảng của Malaysia đi Đài Loan. Khi đi qua vùng biển Bình Thuận thì bị nạn. Trên tàu có 15 thuyền viên, trong đó có 4 thuyền viên là người Việt Nam, 11 người Trung Quốc. Hiện 2 thủy thủ còn lại của tàu vẫn còn đang mất tích. Việt Nam là nước xuất khẩu chè đứng thứ 5 trên thế giới với 130.000 hectare diện tích trồng chè và hơn 500 cơ sở sản xuất, chế biến. Thế nhưng, đa phần chè của Việt Nam chưa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chất lượng cao như là EU hay Mỹ. Năm nay, do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, ngành chè Việt Nam càng gặp nhiều khó khăn hơn. Vào sáng nay, thì Hiệp hội Chè Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo với mục đích tháo gỡ những khó khăn mà ngành chè đang gặp phải. Cho đến nay, thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam là Pakistan, Đài Loan, Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên năm nay, ngay cả các thị trường truyền thống này thì xuất khẩu chè của Việt Nam vẫn sụt giảm. Ví dụ như thị trường Pakistan, tính trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu đều giảm cả về lượng và giá trị so với năm 2019. Nguyên nhân được lý giải vì sản phẩm chè của Việt Nam còn nghèo nàn về chủng loại, chất lượng, mẫu mã còn chưa hấp dẫn nên thiếu tính cạnh tranh. Phẩm chè Việt Nam thì đa số là xuất thô. Tôi cũng rất là mong muốn được chính phủ hỗ trợ để chúng tôi tiếp cận với các cái nước tiên tiến, đưa các cái công nghệ vào sản xuất chè cho nó tinh hơn, để chúng tôi sau khi sản xuất thì chúng tôi thu được cái giá trị nó cao hơn. Ngoài việc chưa có sản phẩm chè chất lượng thâm nhập vào các thị trường có yêu cầu cao, xuất khẩu chè Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều thách thức về chi phí sản xuất, công nghệ chế biến, tiêu chuẩn chất lượng, quảng bá, xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, các doanh nghiệp phải chịu sức ép về hàng rào kỹ thuật, nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi phối hợp cùng với bên tổ chức IDES, rồi Hiệp hội Chè, Hội Hồ Tiêu, Cà Phê xây dựng một cái app về tra cứu thuốc bảo vệ thực vật. Thế thì với cái app đó thì hiện nay là các cái tổ đội viên hoặc bà con nông dân chỉ cần tra cái sản phẩm hoặc là tra cái hoạt chất hoặc là tên thương phẩm thì được biết là cái sản phẩm mà đang bán trên thị trường đấy có được phép sử dụng ở trên cái cây trồng đó không. Lâu nay chúng ta xuất khẩu lý dạng chè bao to, tức là tư liệu sản xuất, mà tư liệu sản xuất họ mua về là họ ép giá kinh khủng. Nhưng nếu chúng ta xuất khẩu hoặc bán dưới dạng chè gói, tư liệu tiêu dùng ấy, thì giá cả là do sở thích của người tiêu dùng chứ không liên quan gì vấn đề để tính toán của cả nhà nhập khẩu. Hiện nay, ngành chè đang đi theo hướng phát triển đặc sản chè cổ thụ. Tuy nhiên, tình trạng một số doanh nghiệp đứng tên là doanh nghiệp Việt Nam nhưng lại đưa thương lái Trung Quốc mua với giá cao hơn 50% so với giá doanh nghiệp trong nước. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thu mua nguyên liệu.
Ngoài ra, chính sách thuế VAT áp lên chè xuất khẩu cũng được cho là gây trở ngại lớn đối với ngành chè Việt Nam. Ngày 16 tháng 12, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ. Trong đó, thì Bộ Tài chính Mỹ xác định Việt Nam cùng với Thụy Sĩ là thao túng tiền tệ. Vậy việc Việt Nam bị xác định là thao túng tiền tệ sẽ tạo những ảnh hưởng tiêu cực nào đến Việt Nam? Chúng ta cần phải làm gì để được đưa ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ? Đó cũng là nội dung chính trong cuộc trao đổi giữa phóng viên của VTC1 với ông Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Chí Hiếu đã nhận lời mời tham dự cùng chương trình. Hiện nay thì Bộ Tài chính Mỹ vừa mới đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ. Thì điều này, ông đánh giá như nào về điều này? Bộ Tài chính của Mỹ đã đưa ra một cái thông báo vào ngày 12 tháng 10 vừa rồi. Và từ đó cho đến nay là họ đi vào trong một cái giai đoạn của điều tra. Vì lúc đó họ mới đưa danh sách thôi, nhưng mà họ chưa hoàn thiện cái điều tra. Và mới đây thì họ đã hoàn thiện cái điều tra và họ tuyên bố là Việt Nam chính thức vào trong danh sách này. Vâng thưa ông, Việt Nam bị đưa vào danh sách các nước thao túng tiền tệ thì có bị ảnh hưởng gì đến hoạt động quan hệ thương mại với Mỹ hay không? Việc mà đưa Việt Nam vào những danh sách các nước thao túng tiền tệ, có thể họ sẽ tăng thuế nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, nhập khẩu từ Việt Nam sang Mỹ. Thì trong trường hợp này có thể rất bất lợi cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Và nếu mà như Trung Quốc thì Mỹ đã áp đặt một cái thuế nhập khẩu tăng lên đến 25%, là một cái mức thuế rất cao. Thì nếu mà Việt Nam ở trong danh sách các nước thao túng tiền tệ thì có thể, tôi nói đây là có thể, chúng ta cũng chưa biết là Mỹ sẽ có những cái biện pháp gì, nhưng mà có thể họ sẽ tăng thuế nhập khẩu và có thể tăng đến cái mức mà lớn như là Trung Quốc là 25%. Trong thời gian tới thì chúng ta nên làm gì để có thể ra khỏi cái danh sách quốc gia thao túng tiền tệ? Đối với Việt Nam thì dĩ nhiên đây là một cái điều bất lợi. Tuy nhiên nó tùy thuộc vào chúng ta phản ứng như thế nào với cái việc mà Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách của các nước thao túng tiền tệ. Cái điều thứ nhất là chúng ta có lẽ phải có một cái giải trình, một cái phản ứng với lại chính phủ Mỹ. Và chúng ta có thể cho họ biết rằng cái việc mà chúng ta chẳng hạn như đẩy tỷ giá lên, đó là một cái thứ nhất là Việt Nam là một cái quốc gia về xuất khẩu nhưng mà cũng là cái quốc gia nhập khẩu, thành ra cần nhiều ngoại tệ. Và khi mà tỷ giá thấp xuống thì lập tức ngân hàng nhà nước mua ngoại tệ, mua đồng đô la của Mỹ vào. Và cái việc mà Việt Nam mua đồng đô la của Mỹ vào trên 2% GDP là đạt được cái tiêu chí thứ ba của cái việc thao túng tiền tệ. Thế thì Việt Nam là một nước xuất khẩu nhưng cũng là một nước nhập khẩu. Thế ra cái việc mà Việt Nam mua ngoại tệ, mua đồng đô la của Mỹ vào là một cái chuyện đương nhiên. Cái thứ hai nữa là Việt Nam không phải là cái nước mà tạo ra một cái sự cạnh tranh bất chính như là các quốc gia khác, chẳng hạn trong đó Mỹ cho là Trung Quốc đã tạo ra một cái sự cạnh tranh bất bình đẳng, bất chính để mà trục lợi trên nền kinh tế của Mỹ. Việt Nam không phải là những quốc gia như vậy. Việt Nam là một quốc gia xuất khẩu nhiều, và không những là xuất khẩu sang Mỹ mà sang các nước khác. Thành ra đối với để mà phản ứng lại, để mà đối phó lại cái việc mà Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ, thì thứ nhất là chính phủ Việt Nam cần có một cái sự giải thích rõ ràng về những cái chính sách tiền tệ của Việt Nam, chính sách hối đoái của ngân hàng nhà nước, tất cả những cái vấn đề mà xuất nhập khẩu của Việt Nam đối với Mỹ. Vâng, xin cảm ơn ông. Năm nay do dịch Covid-19, ngành du lịch của nước ta chịu thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, bước vào những tháng cuối năm, dịp cao điểm của mùa du lịch, nhiều tỉnh thành đã triển khai những chương trình để tự cứu lấy mình. Ghi nhận của du lịch Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nam đảo Phú Quốc luôn đứng đầu danh sách khám phá của khách du lịch khi đến với đảo Ngọc bởi những sắc màu thiên nhiên tuyệt đẹp và nhiều hoạt động vui chơi giải trí thể thao biển hấp dẫn. Ghi nhận tại khu du lịch Sun Gua Hòn Thơm, Natchubak tại Nam đảo Phú Quốc, biển đẹp hoang sơ, cảnh quan đẹp lại giàu trải nghiệm. Công viên nước hàng đầu châu Á vừa được giải thưởng du lịch thế giới năm 2020 khu vực châu Á công nhận, và nhiều môn thể thao biển khác như dù lượn, nhà phao, mô tô nước, đi bộ dưới đáy biển có sức hút đặc biệt với du khách. Được biết, cao điểm tháng 10 có ngày khu du lịch đón gần 2.500 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Phú Quốc thì rất là đẹp. Biển đẹp này, con người thì thân thiện này, và đến đây thì mình cảm thấy rất là thoải mái.
Ui, mình vừa mới chơi xong trò chơi bạch tuộc săn mồi và mình cảm thấy rất là thích và rất là an toàn. Mình đã cho cả con mình chơi nữa và cảm thấy rất là ok, vui. Nếu là ở bãi biển thì con thích nhất là ngồi ở dưới đất ở chỗ này thì để sóng đánh vào người thích. Du lịch tại đảo Ngọc đang ấm dần là nhờ sự chung tay của địa phương và doanh nghiệp. Sau hai đợt dịch, để tăng tốc cho 3 tháng cuối năm, đồng loạt nhiều doanh nghiệp lữ hành lưu trú và dịch vụ giảm giá từ 10 đến 50%, chẳng hạn như Sun Group kết hợp với Vietnam Airlines hiện đang áp dụng combo bay về phía mặt trời, chỉ 3.399.000 đồng, du khách đã có cơ hội tận hưởng trọn vẹn một hệ sinh thái mà tập đoàn này đang kiến tạo tại Nam đảo. Phòng nghỉ 5 sao tại Premium Residence Phú Quốc, Emerald Bay, vé cáp treo Hòn Thơm, vé vui chơi tại Aquatopia Water. Với combo này, du khách sẽ tiết kiệm tới 70% chi phí mà vẫn có thể trải nghiệm đa dạng dịch vụ cao cấp tại Phú Quốc. Các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp, các cái nơi cơ sở lưu trú và kể cả những dịch vụ khác, họ cũng đã chuẩn bị tốt về tạo mọi điều kiện. Một là cũng đã chuẩn bị tốt lại về những cái sản phẩm của mình, hai là tạo sản phẩm mới. Ba là cũng đang tiếp tục, có nghĩa làm cái marketing của bản thân, của doanh nghiệp, của tập đoàn rất là tốt. Để tiếp tục cái quảng bá và cái thứ tư của doanh nghiệp nữa đó là cũng đã và đang đưa ra cho mình những cái giá tốt nhất để làm thế nào để du khách dễ tiếp cận. Các khu nghỉ dưỡng tại Nam đảo Phú Quốc cũng ghi nhận công suất phòng trong tháng 10 và tháng 11 dần tăng trưởng lại. Du khách lựa chọn phía Nam đảo Phú Quốc cho chuyến đi bởi nơi đây sở hữu hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, phù hợp cho mọi đối tượng khách đi theo nhóm hoặc gia đình và sản phẩm du lịch liên tục được làm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ. Dự kiến năm nay, Kiên Giang có thể đón từ 5,5 triệu lượt khách trở lên. Với nỗ lực vượt khó, địa phương này phấn đấu năm 2021 đón khoảng 9 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 11.500 tỷ đồng, tăng 46,2% so với năm 2020.